Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin VietnamSport ngày 16 tháng 10 năm 2023. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết với những cập nhật nóng hổi của chúng tôi về tình hình đội tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc. Tuyển Việt Nam tập buổi đầu ở Hàn Quốc, Quang Hải vắng mặt. Thưa quý vị, tối ngày 15 tháng 10, sau khi ổn định nơi ăn trốn ở tại Suwon, Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có buổi tập nhẹ nhằm giải phóng năng lượng, lấy lại nhịp độ vận động và sẵn sàng cho trận đấu vào ngày 17 tháng 10. Cụ thể thì toàn đội đã rời khách sạn ra sân bay Đại Liên từ 7 giờ sáng để làm thủ tục cho chuyến bay đến Incheon, cất cánh lúc 11 giờ 50. Thầy trò huấn luyện viên Philip Chuze đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon sau hơn 1 giờ bay, phải mất thêm đến gần 2 tiếng đồng hồ để làm thủ tục nhập cảnh cũng như thu thập hành lý. Sở dĩ đội tuyển mất nhiều thời gian tại sân bay Incheon tại Hàn Quốc do lượng khách nhập cảnh rất đông và đội tuyển của chúng ta cũng phải xếp hàng chờ tới lượt chứ không có cửa ưu tiên. Sau khi hoàn tất những thủ tục thông quan cần thiết, đội lên xe buýt do ban tổ chức chủ nhà bố trí di chuyển tới Suwon, mất thêm khoảng hơn 1 tiếng di chuyển để có thể đặt chân tới thủ phủ. Tại đây, Quế Hậu Hải và các đồng đội được bố trí lưu trú ở khách sạn Ibis, cách sân động Suwon World Cup chỉ khoảng 3 km. Quay trở lại với buổi tập của đội tuyển Việt Nam, buổi tập của chúng ta diễn ra trên sân tập của câu lạc bộ Suwon Samsung Blue Wings, cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Dù khá mệt mỏi vì phải di chuyển trong thời gian rất dài, nhưng cao thủ vẫn giữ tinh thần khứ khởi và thể hiện được sự tập trung trong từng bài tập. Tất cả đều đang cố gắng để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu giao hữu quan trọng với đối thủ cực kỳ mạnh, đội tuyển Hàn Quốc, diễn ra vào tối ngày 17 tháng 10 trên sân động Suwon World Cup. Do chưa bình phục chấn thương đã gặp phải ở trận đấu tập kín với các cầu thủ Uzbekistan, Quang Hải không tham gia buổi tập này. Cầu thủ CM97 ở lại khách sạn để tiếp tục điều trị hồi phục cơ bắp chân. Với tình trạng hiện tại thì Quang Hải sẽ lỡ cơ hội ra sân cho trận đấu gặp Hàn Quốc. Tối ngày hôm nay 16 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ buổi tập làm quen sân thi đấu Suwon World Cup. Địa điểm sẽ diễn ra trận giao hữu của đội tuyển chúng ta với đội tuyển chủ nhà Hàn Quốc. Chiều nay sẽ khép lại chuỗi trận trong dịp FIFA Day vào tháng 10 của đội tuyển Việt Nam. Sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị hướng tới vòng loại World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào tháng 11. Đội tuyển Việt Nam đã đấu 2 trận giao hữu với đối thủ mạnh ở trong tháng 10, lần lượt để thua trước Trung Quốc và Uzbekistan với cùng tỷ số là 0-2. Trong khi đó Hàn Quốc đã thắng Tunisia với tỷ số rất đậm 4-0 dù không có Son Heung-min trong đội hình. Dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klinsmann, Hàn Quốc đã có chuỗi 4 trận bất bại, 2 thắng 2 hòa, ghi 6 bàn, chỉ để lọt lưới 1 bàn. Vé trận Việt Nam gặp Hàn Quốc hết sạch, Son Heung-min háo hức được đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Màn chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc ở trên sân động Suwon World Cup nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới mộ túc cầu xứ sở kim chi. Được biết cho đến thời điểm hiện tại, lượng vé phát hành cho khán giả trực tiếp đến theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Việt Nam vào lúc 18 giờ theo giờ Việt Nam ngày 17 tháng 10 đã được bán hết sạch. Đáng chú ý, sân Suwon World Cup được đưa vào sử dụng từ năm 2001, từ nơi diễn ra các trận đấu của World Cup 2002. Có sức chứa lên đến 44.000 chỗ ngồi. Đội tuyển Việt Nam sẽ có dịp đối đầu với những ngôi sao đẳng cấp hàng đầu của đội tuyển Hàn Quốc. Trên một sân đấu hứa hẹn sẽ lấp đầy khán giả với vài chục ngàn khán giả mang đến bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt và rất lễ hội. Ở chỗ này, chân sút Son Heung-min có khả năng sẽ ra sân khi đang nghỉ ngơi hoàn toàn ở màn chạm trán với đội tuyển Tunisia vào ngày 13 tháng 10. Anh chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc trước trận gặp Việt Nam như sau: "Tôi không có lòng tham với bất kỳ điều gì khác, nhưng tôi thực sự mong muốn được ra sân trong mọi trận đấu. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Sẽ thật tuyệt vời nếu như tôi thể hiện màn trình diễn tốt nhất trong màu áo của đội tuyển quốc gia, đặc biệt là khi được đá trên sân nhà nữa." U18 Việt Nam không tạo được địa chấn trước Hàn Quốc. Thưa quý vị, là sau trận thua 2-3 đầy tiếc nuối trước Ukraine, U18 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại Suwon Cup với tâm thế đầy tự tin. Chủ nhà U18 Hàn Quốc đặt mục tiêu phải có được một chiến thắng đậm trên sân nhà để cạnh tranh chiêu địch với U18 Maroc. Trước đó, U18 Hàn Quốc đã thắng Ukraine 4-0, hòa cao thủ U18 Maroc 1-1 ở hai lần trận đầu tiên. Tuy nhiên, việc có vội vàng trong tình huống tấn công và đặc biệt là khâu dứt điểm khiến độ chính xác đã giảm sút đáng kể. Trong khi đó, hàng phòng ngự của U18 Việt Nam thi đấu rất tập trung, bỏ lót cho nhau khá tốt. U18 Việt Nam bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp mà chưa để thủng lưới, dù Hàn Quốc có không ít những cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Tuy nhiên, đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ đứng vững đến khoảng 10 phút đầu của hiệp 2 trước khi bị Hàn Quốc liên tiếp ghi hai bàn thắng để dẫn trước 2-0. Đối thủ vẫn cho thấy sự vượt trội cả về thể hình lẫn tốc độ, khi càng về sau U18 Việt Nam càng không còn duy trì được sức pressing hiệp 1. Để thua Trung Quốc với tỷ số 0-2, U18 Việt Nam kết thúc Suwon Cup 2023 với việc nhận cả 3 thất bại, ghi được 2 bàn thắng để thủng lưới 10 bàn. Bán sao U23 Việt Nam, Suwon Nghệ An vẫn chưa có tiền đạo hay nhất Câu Hà Nội. Sau rất nhiều nỗ lực đàm phán, Câu Hà Nội cuối cùng đã có được sự phục vụ của hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường từ câu lạc bộ Suwon Nghệ An. Ban đầu thì ngôi sao của U23 Việt Nam đã từ chối gia nhập nhà đương Kim Vịnh V-League để ở lại đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, Câu Hà Nội cuối cùng cũng đã thuyết phục thành công hậu vệ CM2K3 gia nhập đội bóng của mình. Theo đó, để thuyết phục câu lạc bộ Suwon Nghệ An nhà người, câu lạc bộ Câu Hà Nội phải để John Klee ra đi theo chiều ngược lại. Tiền đạo người Brazil là chân sút tốt nhất của Câu Hà Nội mùa giải trước, khi đóng góp tới 11 bàn thắng
trong hành trình vô địch V-League 2023. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, John Clay vẫn chưa phải là người của Su Hàm Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ đã công bố danh sách đăng ký cho mùa giải 2023-2024 với chỉ hai ngoại binh là Olaha và Mario Aquest. Trong khi đó, mỗi đội được sử dụng tối đa 3 cầu thủ nước ngoài. Theo điều lệ của giải, trước ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của vòng đấu thứ 3, câu lạc bộ được thay thế tối đa 3 cầu thủ nước ngoài và được bổ sung cầu thủ nước ngoài nếu trước đó chưa đăng ký đủ số lượng tối đa theo quy định. Su Hàm Nghệ An hiện vẫn còn thừa một suất sử dụng cầu thủ ngoại binh. Trong khi đó, John Clay không có dấu hiệu sẽ gia nhập câu lạc bộ Su Hàm Nghệ An. Tiền đạo người Brazil vẫn góp mặt trong trận đấu giao hữu gần nhất của Hà Nội với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí anh còn ghi bàn. Hà Nội đã đăng ký 3 ngoại binh, đó là Rafael Sanchez, Junior Firpo và Giovane. Tuy nhiên, rất có thể nhà đương kim vô địch V-League sẽ có sự thay đổi về lực lượng ngoại binh trước khi thực hiện giao kèo với câu lạc bộ Su Hàm Nghệ An. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnam Sport News, nhớ bấm chuông để nhận được thông tin mới nhất, cập nhật liên tục của chúng tôi về bóng đá trong nước mỗi ngày. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.